Xin chào các bạn, hôm nay Doanh nghiệp Việt sẽ quay một số mẫu trang sức second hand để các bạn tham khảo. Nếu như các bạn vẫn chưa biết mua trang sức second hand ở đâu giá tốt thì các bạn có thể liên hệ ngay tới Doanh nghiệp Việt để được tư vấn nhé. Mình sẽ quay một số những cái mẫu trang sức second hand mà shop mình sẽ order từ Nhật Bản về cho các bạn. Một số các trang web mà các bạn có thể tham khảo để order trang sức second hand như là Mercari, Rakuten, Yahoo hay là Brander. Các bạn có thể lựa chọn những sản phẩm còn mới 99% để sử dụng hoặc là order những cái lô sản phẩm đấu giá mang về để bán với giá rất là hời. Các bạn có thể thấy là những cái mẫu trang sức mà mình đang show có những chiếc vòng tay, vòng cổ, mặt vòng, nhẫn hay là cái áo, khuyên tai đến từ các thương hiệu nổi tiếng với chất liệu khá là cao cấp. Bên cạnh đó, nếu như các bạn mua lô về bán, mua những cái lô trang sức về bán thì sẽ có rất là nhiều mặt hàng độc lạ với thiết kế riêng và không bị trùng lặp. Vì tính chất của trang sức là một người có thể sở hữu rất nhiều món trang sức nhưng chỉ sử dụng trong một vài dịp đặc biệt, hoặc là có những người sở hữu rất nhiều trang sức để thay đổi hàng ngày và họ cũng thường xuyên mua sắm trang sức nên có những mẫu chỉ qua vài lần sử dụng là họ đã chán và đã thanh lý, nhường chỗ cho những món đồ mới. Vì thế không có lý do gì mà chúng ta không nhanh tay săn những cái món hàng trang sức độc lạ đẹp đến từ Nhật Bản này, đúng không nào? Có những người thì bán những món trang sức của mình chỉ vì họ gần như không sử dụng tới nó nên chúng còn gần như là mới. Có những người thì sẽ bán những món trang sức quý của mình cho những tiệm cầm đồ để lấy tiền. Một số người có thể nghĩ rằng đồ trang sức đã qua sử dụng không còn sang trọng hoặc là những món đồ đó có thể rẻ và chất lượng cũng rẻ bèo. Tuy nhiên thì suy nghĩ đó vô cùng sai lầm. Đồ trang sức đã qua sử dụng là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tìm một món trang sức độc đáo, thú vị, lưu giữ hương vị và sự quyến rũ của thời gian với một mức giá không thể rẻ hơn. Và vì sao cái loại trang sức second hand tại Nhật Bản lại rất là được người Việt Nam ưa chuộng? Trước tiên chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều tiền. Như các bạn đã biết thì đồ trang sức không hề rẻ, dù có rẻ thì chắc chắn sẽ là đồ kém chất lượng, dễ bị bay màu và trở nên xấu xí sau vài lần sử dụng. Hơn thế nữa, ít ai chỉ sở hữu một món trang sức nên dù rẻ, bạn mua nhiều cái thì cũng thành một số tiền tương đối. Đặc biệt là nếu như các bạn thích trang sức được làm bằng các kim loại quý như vàng thì không phải ai cũng có khả năng tài chính để mua, vì đồ trang sức bằng vàng mới rất là đắt nên các bạn có thể tìm được những món trang sức vàng thấp tuổi có trong các kiện hàng thùng tại Nhật với giá rẻ hơn rất là nhiều. Việc mua trang sức hàng thùng giá rẻ vô cùng phù hợp với các bạn sinh viên có khả năng tài chính ít hoặc là các bà mẹ bỉm sữa với nhiều chi phí không tên trong gia đình khi muốn tìm một món trang sức thì cũng ít khi dám mạnh tay chi nên họ sẽ tìm mua hàng second hand. Không chỉ tiết kiệm được nhiều tiền mà chúng ta còn có thể mua được những món đồ cổ, hiếm, độc. Có rất nhiều người yêu thích đến các khu chợ đồ si hoặc là các shop đồ si để ngồi nhặt, lựa những mẫu trang sức second hand vì nó mang lại cảm giác giống như các bạn đang đi săn tìm kho báu. Các bạn không biết trước được là mình sẽ tìm thấy món đồ gì và cảm giác vỡ òa khi tìm được một món trang sức đẹp với giá hời. Nhìn thì không ai biết là đồ second hand mà cứ nghĩ là đồ trang sức của các hãng danh tiếng. Tuy nhiên thì ở đây, tại Shop Nhật Việt, khác với việc các bạn đi lựa chọn những món đồ trang sức ở trước mặt thì các bạn có thể ngồi tại nhà và tìm những món đồ trang sức tại các trang web mà mình vừa nêu tên ở trên. Bên cạnh đó, khi mà lựa chọn trang sức hàng second hand thì chúng ta lại có khá là nhiều lựa chọn để có thể chọn những món đồ mà mình yêu thích. Không chỉ vậy mà các bạn còn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và giảm thải carbon rất là nhiều. Quá trình sản xuất trang sức được cho là một ngành công nghiệp độc hại khi sử dụng rất nhiều hóa chất và đốt cháy rất nhiều nhiên liệu trong quá trình sử dụng. Nước thải từ các xưởng sản xuất trang sức được cho là cực kỳ độc hại đối với sức khỏe con người và cho môi trường. Khi các bạn mua đồ trang sức đã qua sử dụng thì các bạn sẽ giảm bớt nhu cầu về đồ trang sức mới. Nhu cầu về trang sức mới ít hơn thì sự hủy hoại môi trường cũng sẽ được giảm thiểu đi ít nhiều. Các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại của Shop Nhật Việt 0983 131 528 để được tư vấn thêm về những cái món trang sức đã qua sử dụng hoặc là những lô hàng trang sức mà sẽ được Shop Nhật Việt order từ Nhật Bản về cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.